là Chúa, khi chúng con đến với Ngài, chúng con nhận biết rằng Ngài là Chúa của chúng con. Và Chúa ơi, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con sẽ luôn vui mừng, ca ngợi, cảm tạ Ngài. Và ngay trong buổi sáng hôm nay, khi chúng con đang thờ phượng Chúa ở tại gia đình của mình, ở trong hoàn cảnh đại dịch này, chúng con vẫn vui mừng, cảm tạ Ngài. Và chúng con chờ đợi sự thăm viếng từ chính Ngài, Đức Thánh Linh Ngài đến với mỗi chúng con. Lạy Chúa, xin giờ này Ngài dùng lời Ngài nâng đỡ, khích lệ, thăm viếng chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh của Chúa, chúng ta đã đi qua gần một nửa của thư Philip. Chúng ta đang ở trong phần cuối của đoạn 2. Và chúng ta đang nhìn thấy rất nhiều những bài học, sự dạy dỗ, lời giáo huấn, những kỷ cương hay là những chân lý trong lời Chúa dạy cho chúng ta một cách hết sức là sâu nhiệm, phải không ạ? Và chúng ta nhìn thấy được trong đoạn 2 này, Phaolô nói về sự hiệp nhất, ông nói về sự hạ mình, ông nói về sự vui mừng, thỏa lòng về việc hoàn tất điều mà Chúa đã bắt đầu trong chúng ta, là sự cứu rỗi Ngài ban cho chúng ta. Và trong mọi sự đối diện, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta vẫn vui mừng, vẫn biết ơn ở nơi Chúa. Khi mọi điều xảy ra tốt đẹp với chúng ta, chúng ta không kiêu ngạo nhưng hạ mình. Khi mọi việc xảy ra không như ý muốn của chúng ta, không cằn nhằn lầm bầm, nhưng thay vào đó là sự thỏa lòng. Bởi vì sao? Bởi vì lòng tìm được sự vui thỏa nơi Chúa. Và có thể chúng ta có một câu hỏi khi học về những bài học rất giá trị của lời Chúa, đó là những điều đó có thể thực hiện được không? Hay là tôi có thể làm được như điều mà Kinh Thánh, lời Chúa đã bày tỏ không? Và chúng ta biết rất rõ rằng Phaolô không chỉ nói về những gì ở trong lý thuyết hay là những giáo huấn trong lời Chúa, nhưng mà ông đưa ra những tấm gương. Bắt đầu là tấm gương của Chúa Giêsu, là tấm gương cao nhất, tấm gương tột đỉnh của tất cả mọi sự. Sau đó ông nói về chính mình, ông nói rằng chính mình chính là một của lễ, một lễ quán dâng lên, và ông vui lòng để làm việc đó. Tiếp theo ông nói về Timôthê, một môn đồ, học trò của mình, là người chuyên tâm, là người sẵn lòng vì lợi ích của Đấng Christ. Và phần Kinh Thánh này chúng ta đến với một người nữa có tên là Epaphroditus. Epaphroditus là một người nữa mà chúng ta sẽ cùng học để chúng ta nhìn thấy rằng những điều mà Phaolô dạy trong lời Chúa không chỉ rất hay về lý thuyết nhưng có thể áp dụng được. Có thể ngày hôm nay khi ta biết được tin lành của Chúa, những điều Chúa muốn chúng ta làm và chúng ta có thể làm được. Bởi vì có những tấm gương, có những người họ đã sống cuộc đời vì tin lành, sống một cách xứng đáng với tin lành của